vui được chào đón anh chị em tiếp tục quay trở lại với kênh của Glam Audio. Thì như đã nói ở cái clip trước là bên em mới về được một số em lọc xỉ với phân khúc khá là tầm tiền. Thì em sẽ dọn vệ sinh và sẽ lên dần dần để gửi đến cho anh em. Và tiếp theo các cái clip thì hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu đến anh em một em lọc xỉ mang thương hiệu của Victor nữa, đó chính là Victor 30 nhé. Victor 30 với kích thước ngang là size 42, dính keo size 42, sâu 28, cao 10 cm, và máy chạy điện 100 và có công suất tiêu thụ là 7,5W. Em này thì về cơ bản thì rất là giống với Victor 20, nhưng Victor 20 thì là size 38 nhé, còn em này là size 42. Và trong mấy ngày trước thì khá nhiều anh em có gọi em mà lấy cái size 38. Thì nếu như anh em nào mà đang không tìm được size thì với em này thì có thể là, một là anh em về anh em cắt cái mép này đi, vì cái này nó, cái thịt của nó đưa ra rất là dài. Về cái hộp này, chiều sâu của cái thân bên trong thì nó không thay đổi so với Victor 20 nhé, và nó chỉ làm cái mặt này nó dài ra. Cái này có thể là bên em sẽ cắt trước hoặc khách hàng cắt đều rất dễ. Cái này thì chỉ cần tháo cái mặt phay nhôm này ra, kẻ một đường là cho vào cái máy cắt của anh em nhôm kính thì là thẳng tắp luôn và không ảnh hưởng gì đến cái hình thức cả. Đấy, thì cái sản phẩm này thì bên em mới về được hai em, em dọn được một em thì em giới thiệu trước cho anh em. Còn ảnh nội thất thì anh em hãy kết bạn Zalo giúp em vì em đã đóng rồi. Em này phía dưới thì là sassy 7 màu rất là đẹp nhé, vàng ươm luôn. Đấy, hàng cỏ nhưng mà sassy 7 màu rất đẹp. Đây này, như em này thì là cái tem lại ở phía dưới rất giống với Victor 80 và cũng bị bong này, anh em nhìn nó. Đấy, tem của Victor nó rất hay bị bong nhé. Và giá của sản phẩm này thì bên em đang bán ra với giá là 3.200.000 nhé. Chất âm thì cực kỳ là tốt luôn, cũng sử dụng được hai cổng đầu vào, có tính năng suy giảm từ 0 xuống âm 6 dB. Đấy, 7 cần kép chạy được hai kênh song song luôn. Giá 3.200.000, tặng kèm dây rắc và bao ship cho anh em nào chuyển còn đủ nhé. Còn phía trên là lóc của nó đây. Đấy, lóc có các cái sơ cấu hình và các cái dạng sóng xin của nó. Phía sau đây, máy chạy điện 100 Victor C30, công suất 7,5W. Đây là các cái đường kết nối đầu vào in out, và đường thứ hai đây là đường điện cắm truyền ra một thiết bị khác. Anh em nào quan tâm thì hãy liên hệ đặt hàng giúp em qua số điện thoại 0981 956 486 anh em nhé. Em xin phép tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Chào anh em.